Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phạm Hương tổ chức sinh nhật cho quý tử, vóc dáng mẹ bỉm khiến dân tình trầm trồ. Cuộc sống viên mãn giàu có của Phạm Hương tại Mỹ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 5 năm rời xa showbiz, biết, Hoa hậu Phạm Hương đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cùng chồng và hai quý tử tại Mỹ. Trên mạng xã hội, nàng hậu thường xuyên chia sẻ cuộc sống giàu có, sang chảnh. Mới đây nhất, Hoa hậu Phạm Hương vừa đăng tải loạt ảnh trong bữa tiệc sinh nhật tròn 2 tuổi của quý tử Apollo. Bữa tiệc tại nhà đều được chuẩn bị tươm tất, trang trí tỉ mỉ và công phu với bánh kem, hoa quả, trái cây cùng nhiều món ngon khác trong khoảnh khắc được chia sẻ, hai quý tử nhà Phạm Hương là Maximus và Apollo diện trang phục đôi đơn giản năng động, càng lớn hai nhóc tỳ càng đáng yêu điển trai, sở hữu nhiều đường nét được thừa hưởng từ mẹ. Phạm Hương tổ chức sinh nhật 2 tuổi cho quý tử Apollo trong căn biệt thự triệu đô tại Mỹ. Bên cạnh đó, Hoa hậu Phạm Hương diện trang phục trắng đen với điểm nhấn là phần nơi trước ngực, khoe vai trần và xương quay xanh gợi cảm. Bộ trang sức kim cương đắt đỏ đi kèm cũng giúp nàng hậu tắt lên sự giàu có. Dù đã là bà mẹ hai con, thế nhưng vóc dáng thon gọn, nụt nào của Phạm Hương vẫn khiến dân tình xuất xa khen ngợi. Gần một thập kỷ sau khi đăng quang, vẻ đẹp sắc sảo cùng thần thái sân chảnh của Phạm Hương vẫn luôn có một sức hút vô cùng đặc biệt trong lòng fan sắc đẹp. Vóc dáng thon gọn, nuột nào của Phạm Hương khiến nhiều người xuất xa. Thân thái sang chảnh cùng nhân sắc ngày càng thăng hạng của người đẹp Hải Phòng. Trên mạng xã hội, mỹ nhân gốc Hải Phòng thường xuyên khoe những hình ảnh trong căn biệt thự triệu đô, đi siêu xe, cùng bộ sưu tập hàng hiệu và trang sức đắt đỏ. Thời gian rảnh, Phạm Hương cũng chia sẻ hình ảnh đi đánh gót, đưa các nhóc tỳ đi du lịch. Gần đây nhất, Phạm Hương lên chức bà chủ khi mở một tiệm bán hoa tươi tại bang California, Mỹ. Phạm Hương đang có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và hai nhóc tỳ ở Mỹ. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo